Dạ em xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Kim Trang. Hôm nay em xin giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn lô bông trang tàu Thái Lai màu đỏ. Ảnh tất cả đều nằm trong chậu chính ạ. Cây cao là 1 gang tay, 2 gang tay, hơn 2 gang tay là tầm 5 tấc ạ. Cô chú anh chị mua sỉ và lẻ là bên shop em đều giao ạ. Cô chú liên hệ qua số điện thoại là 0911 643 600. Em có để số điện thoại trên tiêu đề ạ. Cô chú cảm ơn cô chú rất là nhiều.